Trọng tài bắt chính gây ra tranh cãi vì mối lo thiên vị. Lễ bế mạc độc lạ nhất lịch sử, sân vận động khổng lồ hiện đại bậc nhất châu Âu cùng món nợ hàng chục thập kỷ với cơn khát danh hiệu. Trái bóng Fußball Liebe dù chưa chính thức lăn tại Olympic Berlin, nhưng sức nóng của trận chung kết Euro 2024 đã dần đạt đến cực hạn. Mọi nẻo đường bóng đá thế giới lúc này đều hướng về thủ đô Berlin cho trận so găng kinh điển giữa Anh và Tây Ban Nha. Điều gì đang chờ đợi các tín đồ túc cầu giáo vào rạng sáng ngày 15 tháng 7 sắp tới? Một màn đại chiến mãn nhãn hay một cuộc đấu đầy drama và tranh cãi? Sau đây, các bạn hãy cùng mình, biên tập viên Mai Anh Tài, đến với tất tần tật về trận chung kết Euro 2024 giữa Tây Ban Nha và đội tuyển Anh nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy nhắc về phần họp báo trước trận, khi đây được xem là chất xúc tác khiến màn chạm trán trên sân thêm phần nhiệt huyết. Là bên có màn trình diễn thuyết phục hơn kể từ đầu giải, huấn luyện viên De La Fuente lập tức bắt đầu màn khẩu chiến bằng tuyên bố: "Thực ra ngay cả khi bạn chơi tệ hơn đối thủ thì cơ hội chiến thắng vẫn tồn tại. Mọi điều đều có thể xảy ra trong 90 phút và câu chuyện chỉ là mắc ít sai lầm hơn, tạo ra cơ hội và tận dụng được chúng." Ai cũng hiểu phát ngôn trên không hướng về phía Tây Ban Nha khi họ đều chơi áp đảo đối thủ trong 6 trận cầu đã qua. Tập thể mà thuyền trưởng La Rosa nói đến là tuyển Anh khi Tam Sư đã có 3 màn lội ngược dòng liên tiếp, trong thế bị dẫn bàn trước và cũng không chơi hay hơn đối thủ là mấy. Do vậy có thể để La Fuente đang khiêu khích Gareth Southgate hãy để tập thể xứ sở sương mù chơi cống hiến hơn trong trận chung kết. Đáp lại với yêu cầu trên thì thuyền trưởng Tam Sư tuyên bố chỉ quan tâm đến kết quả khi lạnh lùng cho biết: "Chiến thắng của trận đấu tới sẽ khiến mọi người thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về tuyển Anh. Do vậy, tôi khát khao đánh bại Tây Ban Nha đến phạt điểm." Tất nhiên người chiến thắng có quyền mạnh mồm và Southgate chẳng việc gì phải thay đổi phong cách của mình khi điều đó vẫn phát huy tác dụng một cách tối đa. Việc đưa tuyển Anh vào chơi 2 trận chung kết Euro liên tiếp đã giúp cho chiến lược gia 53 tuổi đi vào lịch sử của Tam Sư và một bản hợp đồng mới vừa được FA soạn sẵn để làm phần thưởng cho chiến lược gia sinh năm 1970. Thậm chí Hoàng gia cũng đã sẵn sàng phong tước hiệp sĩ cho thầy cửa Nam, bất chấp kết quả trận chung kết có như thế nào. Vì vậy, đôi lời khích tướng của huấn luyện viên De La Fuente cũng chẳng làm chiến lược gia 53 tuổi lung lay khi mà người Anh đang đứng trước cơ hội giải cơn khát danh hiệu kéo dài tận 58 năm. Suốt từ mùa hè năm 1966 đến giờ, Tam Sư dù luôn được đánh giá cao tại những giải đấu lớn cùng đội hình bóng bẩy nhưng lại chưa bao lần chạm tay vào chức vô địch. Thậm chí, việc lọt vào trận chung kết cũng từng là điều xa xỉ với tập thể xứ sở sương mù. Do vậy, Gareth Southgate có sứ mệnh lịch sử của riêng mình và Tam Sư hãy cứ chơi theo bất kỳ cách nào họ muốn, miễn là giành được chiến thắng. Thậm chí Harry Kane còn khát khao danh hiệu đến mức mới đây đã gây bão trên mạng xã hội cùng tuyên bố viral: "Tôi sẽ đánh đổi tất cả những gì đã làm được trong sự nghiệp để có được chức vô địch Euro sau đại chiến với Tây Ban Nha." Bên kia chiến tuyến, 12 năm chờ đợi cho một chức vô địch Euro cũng là một khoảng thời gian chẳng hề ngắn với người Tây Ban Nha. Từ vị thế thống trị bóng đá thế giới với thế hệ vàng, La Rosa đã đi qua giai đoạn khủng hoảng, nhiều tủi hổ và phải đến khi Luis de la Fuente xuất hiện, các fan xứ đấu bỏ mới bắt đầu tìm lại được niềm vui. Cùng một lứa cầu thủ kết hợp được cả yếu tố kinh nghiệm của Rodri, Cavani và sức trẻ của Lamine Yamal hay Nico Williams, Tây Ban Nha đã đi đến trận chung kết bằng sức mạnh không thể cản nổi. Thậm chí chưa cần bước vào trận đấu cuối cùng, việc họ giành được 6 chiến thắng liên tiếp tại một kỳ Euro cũng là kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Do vậy, nếu đánh bại đội tuyển Anh vào 2 giờ đêm nay, La Rosa chắc chắn sẽ lọt top 1 trong những nhà vô địch hoàn hảo nhất lịch sử giải đấu. Quan trọng hơn, lên đỉnh trời Âu là cách tập thể xứ đấu bò khẳng định về tham vọng thống trị và biết đâu một giai đoạn vàng son mới sẽ bắt đầu từ mùa hè năm 2024. Vậy là đã rõ, ẩn sâu trong mọi tính toán chiến thuật hay là chiêu trò khiêu khích đều là khát khao vinh quang đến tột đỉnh của cả hai góp mặt trong trận chung kết. Thế nhưng bóng đá là một môn thể thao khắc nghiệt và niềm vui chỉ dành cho một phía. Do vậy, một số cầu thủ sẽ vươn tầm huyền thoại sau đại chiến đêm nay, còn bại tướng của họ lại ngậm ngùi sắm vai kẻ về nhì vĩ đại. Thực tế, khốc liệt trên khiến bầu không khí trước trận chung kết nóng hơn bao giờ hết và bản thân UEFA cũng khiến sự căng thẳng nhân đôi khi tiết lộ tổ trọng tài ở cuộc đối đầu sắp tới. Cụ thể, vị vua áo đen người Pháp François Letessier bắt chính và các trợ lý Cyril Mounier, Mehdi Ramouni cũng đến từ xứ sở lục lặng. Đến cả trọng tài VAR Jérôme Brissard cũng mang quốc tịch Pháp và đây rõ ràng là một chi tiết gây tranh cãi. Nguyên nhân là do Les Bleus chính là bại tướng của Tây Ban Nha ở vòng bán kết và liệu ekip vừa nêu có giữ được sự công tâm trong trận cầu quan trọng nhất của Euro năm nay hay không? Một câu hỏi nghe thật kỳ lạ, nhưng đừng phủ nhận bất kỳ kịch bản điên rồ nào
khi rất có nhiều sự cố xấu xí đã từng xuất hiện ở phần trước đó của giải đấu. Do vậy, nhiều fan trung lập đã săm soi rất kỹ 3 trận cầu trước đó tại Euro mà trọng tài François Letessier từng điều khiển. Thậm chí việc vị vua áo đen xứ Lục Lăng sắp đi vào lịch sử khi là người trẻ nhất bắt chính một trận chung kết Euro ở tuổi 35 cũng bị đem ra phân tích. Thế nhưng nếu để ý kỹ, ba cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Georgia, Đan Mạch đụng độ Serbia hay là Croatia chạm trán Albania thì không ai thấy sai sót lớn nào xuất hiện. Trọng tài François Letessier vẫn làm tốt công việc của mình và cần giữ được sự công tâm khi mà sức ép trên chảo lửa Olympic Berlin sắp tới là cực kỳ khủng khiếp. Thậm chí bộ phận an ninh còn tính trước những tình huống xấu nhất khi khéo léo sắp xếp người thân của tất cả các cầu thủ được ngồi ở một khu khán đài trung lập và có sự an toàn tuyệt đối. Đây là cách đề phòng có sự cố ngoài dự tính vì trong quá khứ, cả hai đội từng tạo ra không ít màn chạm trán nảy lửa quá mức cần thiết. Tổng cộng ở 27 lần đụng độ trước đây, Tam Sư giành chiến thắng tới 14 lần, trong khi thua 10 trận và còn 3 đại chiến kết thúc với tỷ số hòa. Ở giai đoạn thăng hoa nhất, đại diện xứ sở sương mù từng hạ gục La Roja 7 lần liên tiếp và đây là điều khiến đội tuyển Tây Ban Nha cực kỳ nóng mắt trước đối thủ. Bên cạnh đó, nhiều fan xứ đấu bò còn trở nên lo lắng hơn khi đài Sky Sports nhiệt tình tiếp sức Gareth Southgate bằng cách đưa ra những thống kê thú vị. Cụ thể, ở 6 lần từng thi đấu ở thủ đô Berlin của Đức thì tuyển Anh chưa bao giờ thất bại và có tới 6 chiến thắng. Ở chiều ngược lại thì 3 kỳ Euro gần nhất đều ghi nhận việc các đội Á quân từng loại đi Mannschaft tại các vòng đấu trước đó. Đây là thông tin không mấy vui vẻ với người Tây Ban Nha vì chính La Roja đã hạ gục những cỗ xe tăng ở tứ kết giải đấu lần này. Tất nhiên, người hâm mộ có quyền hy vọng lịch sử sẽ sang trang sau màn chạm trán 2 giờ sáng mai khi nơi tổ chức trận chung kết vốn là một địa điểm rất đặc biệt. Với sức chứa gần 75.000 chỗ ngồi, sân vận động Olympic Berlin thường xuyên đăng cai những trận cầu đình và màn chạm trán kinh điển nhất từng diễn ra ở đây chính là cuộc đấu lịch sử giữa Pháp và Italia năm 2006. Đâu ai quên được cách người Ý từng vô địch thế giới theo kịch bản điên rồ ra sao và biết đâu một bộ phim bom tấn khác lại sắp xuất hiện ở thủ đô nước Đức. Ngay chính ban tổ chức cũng rất tâm lý khi tổ chức một lễ bế mạc ngắn gọn để giúp các fan sớm được theo dõi màn chạm trán giữa Anh và Tây Ban Nha. Thế nhưng sự hưng phấn chắc chắn sẽ xuất hiện khi nhóm nhạc đình đám One Republic góp giọng cùng ca sĩ Leonie và ban nhạc điện tử Medusa trong tác phẩm Fire sôi động. Tất cả những chi tiết trên tạo nên một bức tranh đầy màu sắc cho trận chung kết Euro 2024 giữa Anh và Tây Ban Nha. Tuy vậy, những nét cọ cuối cùng sẽ chỉ được bắt đầu được vẽ khi các cầu thủ bước ra sân và cùng chờ đợi xem vinh quang đang chờ đợi tập thể nào. Tây Ban Nha của Luis de la Fuente hay tuyển Anh của Gareth Southgate.